Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2024 của huyện Đắc Lây là hơn 102 tỷ đồng để thực hiện 14 công trình. Trong đó, vốn cấp huyện quản lý trên 27 tỷ đồng đã giao hơn 13,5 tỷ đồng, vốn cấp tỉnh quản lý 75 tỷ đồng đã giao 50 tỷ đồng. Đến nay, vốn đầu tư công do cấp huyện quản lý giải ngân được trên 9 tỷ đồng đạt khoảng 70% Vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý mới giải ngân được gần 4 tỷ đồng, chiếm khoảng 7%, để hoàn thành mục tiêu giải ngân kế hoạch năm 2024 đến hết niên độ ngân sách năm 2024 đạt 100% là thách thức đối với địa phương. Do vậy, huyện Đất Lây đang quyết liệt trong việc phân bổ và đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư nhằm đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn hiệu quả đúng mục đích, đồng thời phối hợp với các cấp ngành tháo gỡ khó khăn vướng mắt.